Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 28 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin có tật giật mình, Trung Quốc cự tuyệt điều tra về nguồn gốc viêm phổi Vũ Hán. Trung Quốc đã từ chối lời kêu gọi cho phép một cuộc điều tra quốc tế độc lập về nguồn gốc của virus corona chủng mới SARS-CoV-2. Theo đài BBC của London, Chen Wen, một nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc tại Anh, nói rằng các yêu cầu này có động cơ chính trị và sẽ làm chệch hướng sự chú ý của Trung Quốc khỏi việc chống lại đại dịch. Đây là hình ảnh Chen Wen, nhà ngoại giao cấp cao của Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh. Bà Chen nói rằng đất nước của bà không thể đồng ý với bất kỳ cuộc điều tra quốc tế nào. Bà nói, cuộc điều tra độc lập có động cơ chính trị. Hiện tại chúng tôi đang chiến đấu với virus. Chúng tôi đang tập trung mọi nỗ lực để chống lại virus. Tại sao lại nói về một cuộc điều tra về vấn đề này? Điều này sẽ chuyển hướng không chỉ sự chú ý, mà nó sẽ chuyển hướng nguồn lực. Đây là một sáng kiến có động cơ chính trị. Tôi nghĩ rằng không ai có thể đồng ý vì điều đó. Nó sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp cho bất cứ ai. Bà Chen cũng nói có rất nhiều tin đồn về nguồn gốc của virus, nhưng những thông tin sai lệch như vậy rất nguy hiểm. Bà tuyên bố và nói nó giống như một loại virus chính trị và nguy hiểm như virus corona, nếu không nói thậm chí còn hơn thế. Cũng từ khi bắt đầu đại dịch, đã có những lời kêu gọi Trung Quốc cho phép các chuyên gia quốc tế được vào trong nước này để tìm hiểu xem sự việc bắt đầu như thế nào. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Úc Mariser kêu gọi các thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới hợp tác trong nỗ lực xem xét đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Hôm thứ Năm, Thủ tướng Úc Scott Morrison nói rằng ông sẽ thúc đẩy một cuộc điều tra tại cuộc họp thường niên vào tháng tới của Hội đồng Y tế Thế giới, cơ quan ra quyết định của Tổ chức Y tế Thế giới, WHO. Úc nằm trong ban điều hành của hội đồng này. Cơ quan này đã có kế hoạch thảo luận với lời kêu gọi xem xét bài học kinh nghiệm về tình trạng khẩn cấp đối với sức khỏe cộng đồng. Ngoại trưởng nước này Mariser cũng cho biết Úc sẽ theo đuổi một cuộc điều tra về phản ứng ban đầu của Trung Quốc khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm ngoái. Bà Payne nói với đài truyền hình ABC rằng các vấn đề xung quanh virus corona là các vấn đề cần xem xét độc lập và tôi nghĩ rằng điều này quan trọng là chúng ta phải làm điều đó. Các chuyên gia cho rằng thông tin về nguồn gốc của COVID-19 và cách thức lây lan ban đầu của nó có thể giúp các quốc gia giải quyết căn bệnh hô hấp cấp tính do virus corona chủng mới gây ra. Và virus này được cho là đã xuất hiện tại một khu chợ bán động vật hoang dã ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm ngoái. Và bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 19 tháng 4 năm 2020 tiếp tục tuyên bố muốn phái các nhà điều tra tới Trung Quốc để tìm hiểu về sự bùng phát của virus corona chủng mới. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào hôm 19 tháng 4 năm 2020. Phát biểu tại cuộc họp báo về dịch COVID-19 tại Nhà Trắng vào hôm 19 tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ rõ sự không hài lòng với cách Trung Quốc hành xử tại đại dịch khi nó mới bùng phát ở Vũ Hán vào hồi tháng 12 năm 2019. Nhà lãnh đạo Mỹ này nói rằng ông hài lòng với thỏa thuận thương mại đạt được với Trung Quốc, nhưng từ khi phát hiện ra cách Bắc Kinh ứng phó với đại dịch COVID-19, ông không hài lòng nữa. Ông nói, chúng tôi, tức là Mỹ, đang trao đổi với Trung Quốc. Chúng tôi từ lâu đã đề cập với họ chuyện đưa người tới tìm hiểu. Chúng tôi muốn tới đó xem điều gì đang diễn ra. Đài truyền hình CNN đã dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump như vậy. Và Mỹ từng nhiều lần đề xuất đưa các điều tra viên tới Trung Quốc để tìm hiểu về COVID-19, nhưng đều bị Trung Quốc từ chối. Tổng thống Mỹ đã nhấn mạnh tiếp như sau, chúng tôi đã không được mời tới đó, tôi có thể nói với các bạn như vậy. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cảnh báo Trung Quốc có thể phải đối mặt với hậu quả nếu nước này bị phát hiện không làm tròn trách nhiệm ngăn chặn COVID-19. Cũng theo tờ báo Washington Times, ông Trump đã xác nhận việc chính phủ và các cơ quan tình báo Mỹ bắt tay điều tra các giả thiết liên quan đến nguồn gốc của virus corona chủng mới ở Vũ Hán. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nhấn mạnh, đây không phải là vấn đề chính trị, đây là vấn đề thuộc khoa học và dịch tễ học. Chúng ta cần hiểu rõ điều gì đã xảy ra để có thể giảm được nguy cơ với người Mỹ trong nhiều ngày, nhiều tuần và tháng trước nữa, đồng thời đưa kinh tế thế giới trở lại bình thường. Cũng vào hồi tháng 1, Mỹ đã 3 lần đề nghị Trung Quốc cho phép nhóm chuyên gia y tế tới Vũ Hán để tìm hiểu về dịch cúm viêm phổi, nhưng không được phía Trung Quốc chấp nhận. Đây là hình ảnh Alex, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Dân sinh Mỹ, phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington vào hôm 28 tháng 1 năm 2020. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã 2 lần đề xuất trực tiếp đến Trung Quốc về việc gửi nhóm nghiên cứu tham gia Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, viết tắt là CDC, tới thành phố Vũ Hán để cùng nhân viên y tế Trung Quốc
chiến đấu chống dịch viêm phổi do virus COVID gây ra. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh lúc đầu vào ngày 6 tháng 1 đề nghị phái một phái đoàn chuyên gia Mỹ, và sau đó ngày 27 tháng 1, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex nhắc lại lời đề nghị với người đương nhiệm Trung Quốc Mao Chiang-wai. Sau hai lần đề nghị không thành công, Washington tiếp tục đưa ra đề xuất gián tiếp thông qua Tổ chức Y tế Thế giới, WHO, nhưng đều không được Bắc Kinh chấp thuận. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex cho biết trong cuộc họp báo tại Washington diễn ra vào ngày 28 tháng 1 năm 2020 như vậy. Sau khi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về một toán chuyên gia quốc tế trong cuộc gặp vào ngày 28 tháng 1, các giới chức Hoa Kỳ đã vận động để có chuyên gia Mỹ trong phái bộ của Tổ chức Y tế Thế giới đến Trung Quốc. Truyền thông quốc tế dẫn lời Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết vào hôm 17 tháng 2, một nhóm các chuyên gia y tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, bao gồm các chuyên gia từ Mỹ đến Bắc Kinh và các tỉnh Quảng Đông, Tứ Xuyên từ ngày 17 tháng 2 để đánh giá các nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, Vũ Hán hay bất kỳ phần nào khác của tỉnh Hồ Bắc là trung tâm dịch của COVID-19 đều không có trong lịch trình của đoàn chuyên gia y tế của Tổ chức Y tế Thế giới, khiến các chuyên gia y tế đặt câu hỏi về tính minh bạch của nhiệm vụ điều tra. Cố vấn của Tổng thống Mỹ, ông Peter, vào ngày 20 tháng 4 mới đây đã cáo buộc Trung Quốc che đậy dữ liệu về số ca nhiễm khi dịch mới bùng phát vì muốn giành chiến thắng trong cuộc đua phát triển vaccine phòng chống dịch COVID-19. Đây là hình ảnh cố vấn của Tổng thống Mỹ, ông Peter, cáo buộc Trung Quốc che đậy dữ liệu về COVID-19 vì mục đích thương mại. Cố vấn Navarro nói với đài Fox News vào ngày 20 tháng 4 rằng một trong những lý do khiến Trung Quốc không muốn cung cấp dữ liệu ban đầu về virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 là vì họ đang chạy đua phát triển vaccine. Chính quyền Trung Quốc nghĩ rằng đây chỉ là một cuộc đua trên thương mại. Nếu giành chiến thắng thì họ có thể bán vaccine cho cả thế giới. Và Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm ông Navarro làm cố vấn Nhà Trắng, chịu trách nhiệm về vấn đề nguồn cung y tế liên quan đến đại dịch COVID-19. Ông Navarro vốn là một người luôn thẳng thắn phê bình Trung Quốc. Hiện không có thuốc đặc trị vaccine phòng ngừa COVID-19 nào được phê duyệt cũng như thuốc điều trị được đưa ra dùng với tính chất tiêu diệt hoàn toàn loại virus này. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã đạt được thỏa thuận với tập đoàn dược phẩm Johnson & Johnson và công ty Moderna Inc., đồng thời đàm phán với ít nhất hai công ty khác để chuẩn bị sản xuất một lượng lớn vaccine ngay cả trước khi có sản phẩm an toàn và hiệu quả, theo hãng thông tấn Reuters đưa tin. Các quan chức y tế và chuyên gia trên khắp thế giới đều dự đoán sẽ có vaccine sớm nhất trong năm 2021 vì phải tiến hành thử nghiệm lâm sàng rộng rãi trước khi tiêm cho nhiều người. Và trong thông báo vào hồi tháng vừa rồi, Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Y tế của Bộ Y tế và Dịch Nhân sinh của Mỹ cho biết chính phủ đang có kế hoạch hỗ trợ phát triển 5 hoặc 6 vaccine thử nghiệm tiềm năng với hy vọng có từ 2 hoặc 3 vaccine thử nghiệm thành công. Trong khi đó, Trung Quốc đã phê duyệt có ít nhất 3 loại vaccine phòng COVID-19 thử nghiệm. Theo tờ Peking Daily, vào ngày 20 tháng 4, Trung tâm Phòng chống dịch bệnh của Trung Quốc thông báo sẽ thử nghiệm lâm sàng vaccine trên một số người, chẳng hạn như nhân viên y tế vào cuối năm nay. Và không chỉ dừng lại ở đó, kênh truyền hình CNN của Mỹ vào ngày 25 tháng 4 cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cáo buộc Trung Quốc cố lấy cắp nghiên cứu về virus corona giữa lúc giới chức cảnh cáo những cuộc tấn công mạng nhắm vào các cơ quan và viện nghiên cứu của Mỹ đang gia tăng. Đây là hình ảnh ông Jones, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ. Và giới chức Mỹ khẳng định bệnh viện, phòng thí nghiệm, đơn vị cung cấp chăm sóc y tế và công ty dược phẩm đều có thể bị tấn công. Ngay cả Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, vốn giám sát Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh CDC cũng bị tấn công mạng mỗi ngày, theo một quan chức Mỹ tiết lộ với đài truyền hình CNN. Vị quan chức Mỹ còn nói rằng, xét về mức độ và quy mô của cuộc tấn công mạng nhắm vào các tổ chức này, thủ phạm chính là Nga và Trung Quốc. Theo CNN, sau một thời gian lưỡng lự trong việc quy trách nhiệm về những cuộc tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào ngành y tế Mỹ cho những quốc gia cụ thể, giới chức an ninh hàng đầu nước này đã quyết định nhắm vào Trung Quốc. Bộ Tư pháp Mỹ giờ đây cho hay bộ này đang đặc biệt quan ngại về những cuộc tấn công mạng của tin tặc Trung Quốc nhắm vào các bệnh viện và phòng thí nghiệm của Mỹ để đánh cắp nghiên cứu liên quan đến virus corona gây bệnh COVID-19, theo hãng truyền thông CNN đưa tin. Ông Jones, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia thuộc Bộ Tư pháp Mỹ trong cuộc thảo luận trực tuyến về gián điệp kinh tế Trung Quốc vào hôm 23 tháng 4 năm 2020 cho biết như sau. Chúng tôi đang chú ý đến tình trạng gia tăng xâm nhập
mạng vào các trung tâm y khoa, trung tâm nghiên cứu, các trường đại học hiện nay không có gì, không có giá trị so với nghiên cứu y sinh liên quan đến vaccine và phương pháp điều trị virus corona. Như vậy, một mặt Trung Quốc nhất quyết từ chối các cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc dịch bệnh tại nước này, mặt khác đã đẩy mạnh tấn công mạng để lấy cắp thông tin để phục vụ cho cuộc chạy đua chế tạo vaccine với hy vọng kiếm được lợi nhuận trong lúc các nước đang gặp khó khăn vì loại virus nguy hiểm đến từ Vũ Hán. Và việc điều tra, tìm cách và bằng chứng để có thể khẳng định virus corona là do Trung Quốc chế tạo trong phòng thí nghiệm và có thể bị rò rỉ ra bên ngoài vẫn đang tiếp tục. Nhưng có một điều rất rõ ràng là Trung Quốc không từ thủ đoạn nào để có thể đạt được mục đích của mình như việc kiếm lợi nhuận trên nỗi đau của nhân loại. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Ba, ngày 28 tháng 4 năm 2020 với bản tin Có tật giật mình, Trung Quốc cự tuyệt điều tra về nguồn gốc viêm phổi Vũ Hán. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de